Em test cái bếp này cho anh chị xem nhé. Thực ra thì ở ngoài cái chiếc này nó còn đẹp hơn ở trong hình nữa cơ. Cái bo viền này, anh chị cứ nhìn thấy những cái chiếc bếp bo viền inox như này, trông nó thứ nhất là nó sang, thứ hai là nó đẹp và nó rất là bền luôn. Mặt kính Scotch ceran này, rất là đẹp. Mặt kính màu vân đá. Hiện tại thì em đang test cái tính năng an toàn là tính năng chống cháy nồi nhá. Em sẽ tắt đi, em bật lại bếp cho mình xem này. Cái chiếc bếp này lửa rất là đẹp. Đấy, lửa rất là to và lửa rất là xanh luôn. Lửa xanh nha, không thấy một gợn đỏ hay là một gợn vàng nào hết này. Đấy, lửa rất là xanh luôn nhá. Ở đây là phím bãi này. Bếp Nhật thì nấu lâu quá nó sẽ tự động tắt bếp đấy. Nên là nếu mà bếp tắt thì anh chị ấn vào giữ 3 giây để kích hoạt cái tính năng này lên. Mình bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhá. Còn cái nốt ở trên đây này. Đấy, đây là cái đồng hồ hẹn giờ của bên bếp phải này. Đây là đồng hồ hẹn giờ bên bếp trái này. Khi mà chúng ta ấn hai cái nốt này đấy thì đồng hồ nó sẽ nhảy đồng hồ bên đây. Ở đây chỉ có một cái đồng hồ thôi nhưng mà có thể hẹn cho cả ba bếp luôn nhá. Một lúc đồng thời hẹn được cả bếp nấu và bếp nướng. Đấy, đồng hồ báo hiệu 02, khóa ga khi nồi cạn nước. Khóa ga luôn, khóa ga ngay lập tức luôn. Anh chị lát mà muốn xem em test trực tiếp thì em test cho mình xem. Tắt bếp cái là khóa ga luôn. Chưa kịp giới thiệu xong chức năng nữa. Đấy, lưu ý này, 02 đó là khóa ga khi nồi cạn nước nhé. Không may chúng ta nấu nướng có quên thì cũng không có lo bị cháy nồi. Đấy, ấn như thế này là bật bếp thôi. Sử dụng rất là đơn giản, không có gì là khó hết. Điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt này. Em quay sát lại ngọn lửa cho mình xem này. Chị ơi tắt giúp em cái điện đi để cho khách nhìn ngọn lửa cái. Em sẽ tắt cái điện đi để cho mình nhìn ngọn lửa. Không có chị nhìn thế này lại cứ nghĩ là nó nhỏ. Nó không hề nhỏ một tí nào luôn. Đây, lửa to chưa, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Rồi chị ạ. Đây nhá, cái ở dòng trên đây này, cái dòng trên đây là chế độ hẹn giờ này. Còn cái dòng dưới đây này là chế độ nấu nước của bếp bên trái này. Chế độ nấu nước của bếp bên phải này, sử dụng rất là dễ luôn. Khi mà chúng ta không nhớ cái bếp nào đúng không? Anh chị tắt bếp đi. Tắt bếp đi xong mình bật lại. Đấy, cảm biến nó nóng quá nó lại báo hiệu 02 đây. Đây, ví dụ bây giờ em chỉ bật một bếp đây thôi đúng không? Em bật một bếp như thế này là mình biết rồi này. Đây, chế độ nấu nước này. Nấu nước 5 phút này. Cái đồng hồ hẹn giờ đây nhá. Chúng ta sẽ ấn là tăng cộng giảm trừ, tăng cộng giảm trừ ở đây. Đấy. Sử dụng rất là đơn giản thôi, không có gì đâu. Em sẽ bật bếp của bên phải lên. Tùy chỉnh nhiệt độ trên rán 140 đến 200 độ C. Thông thường các bếp thì chỉ có là 160 đến 200 thôi, nhưng cái chiếc này thì được một từ 140 này. Rồi. Sang cái chế độ này, chế độ nấu cơm, chế độ nấu cháo, dòng dưới là cơm, dòng trên là cháo. Khi chúng ta không có nồi ở trên bếp mà chúng ta chọn chế độ thì bếp nó cũng sẽ tự động tắt nha, nó sẽ không có cho mình nấu đâu. Khi mà mới bật bếp lên lưu ý chọn luôn chế độ giúp em, dòng dưới là cơm, dòng trên là cháo, mình thấy hai cái đèn nó sáng không ạ? Đấy, mình cứ ấn để mình thay đổi như thế này nhá. Đấy, khi mà chỉ cần cảm biến nó nóng lên một tí thôi là mình sẽ không có chọn được chế độ nữa đâu. Hai bếp nấu phía trên và có một cái lò nướng ở dưới này. Em tắt cái chế độ này đi. Hai bếp nấu phía trên và có một cái lò nướng ở dưới. Nướng này là nướng 2 tầng, cái chiếc bếp này đẹp mà. Rất là đẹp luôn, nướng 2 tầng đây nhá. Em sẽ bật bật lửa lò nướng cho mình xem. Lửa tầng trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Test nướng nem là tiện nhất luôn. Nướng khô mực. Tăng cộng giảm trừ tối đa hẹn được 15 phút, tối thiểu hẹn được 1 phút. Bếp nấu thì hẹn được 90 phút nhá. Bếp nấu sẽ hẹn tối đa được 90 phút. Cái này là điều chỉnh độ to nhỏ của lửa này. Một là lửa nhỏ. Còn các cái này là các chế độ nướng tự động, mình về mình tìm hiểu thêm thôi. Thực ra thì chủ yếu là hẹn giờ thôi mà. Các cái chức năng khác thì cũng gọi là không, mình không để ý nhiều đến. Được cái là mặt kính mình lau chùi vệ sinh rất là dễ. Bo viền nóc này, kể kiềng cũng là kiềng nóc luôn nha. Đây ạ, thành vách bên trái. Thành vách bên trái đây ạ. Em tắt điện rồi đây là hơi tối. Cái này là thành vách bên phải này, không hề bị cấn mốc. Chung hàng bãi, cái độ mới độ đẹp như thế này là rất là ok luôn rồi. Anh chị mà ưng cái mẫu này thì em gửi cho thôi. Cái chiếc này mà không ưng nữa thì ưng cái chiếc nào, nhớ rất là nhạy luôn này. Đấy, bật cái lên luôn. Điều chỉnh độ to này. Đấy, nhỏ thì chúng ta sẽ gạt sang bên phải như thế này nhá. Cái nhỏ thì chúng ta sẽ gạt sang bên phải như thế này. Bật giúp em cái điện với anh ơi. Anh ơi, bật điện giúp em. Đấy, ok chưa?
điện sáng này không nhìn thấy ngọn lửa đâu. Bếp rất là đẹp anh chị nhá.